không, nhưng mà cái nhưng mà cái đó tự động nó gài sẵn trong xe rồi, mình không có đụng giờ tự động. Không có đụng gì tới cái đó hết hả? Cái đó không được, cái đó safety anh, đúng không? Anh tắt được rồi, anh accident anh tắt sao? Đúng rồi. Còn ví dụ như là cái chain lên á, mình thấy cái xe của em á thì cái đèn này nó sáng. Anh chưa mở lên. À bây giờ mở cái nút này. Anh thấy lên keep assist ha, pre collision blind spot monitor đó. Giờ anh nhấn cái này vô nè. Ok. Đó, nó đang off. Wow. Thấy không? Bây giờ mình phải on nè. Không phải đó, nó mới lợi để lên là blind spot monitor on rồi đó. Nó mới hiện sáng đây lên. Rồi còn cái hiện cái sáng mà cái đèn mà cái tốc độ mà trên cái mặt kính này là HUD. Anh phải bấm cái đó, chữ HUD á. HUD. Heads up display. Tắt hay mở là cái đó đó. À, rồi anh ghi chỗ này. Okay. Nhấn chỗ này là có cái tốc độ lên đó. Heads up display. À, đúng, hay quá. Rồi. Vậy thôi. Vậy cái ba còn ba cái này là... cái này á anh muốn chạy đỡ tốn xăng tí. Anh vặn qua tay trái. Cái máy lạnh sẽ yếu đi một tí. Wow. Ok, anh thường, anh chạy thường. À. Nhấn anh muốn chạy sport thì máy lạnh nó normal, nó mạnh hơn tí. Mạnh hơn. Okay. Nhưng mà thường thường còn cái này á, là đi đá, đi tuyết. Đi tuyết. Anh lên cái xe này mà lên tuyết á. À. Cái xe nó cảm thấy là cái xe nó biết là cái xe đang trượt tuyết, đang nguy hiểm á. Đang nguy hiểm á. Nó không cho anh đi đậu được. À. Anh đạp ga ngừng chết cắt, bánh xe nó không quay. Vâng. Okay. Thì lúc đó anh phải ra xe, anh phải bỏ cái dây xích vô, dây cáp vô để mình đi tuyết. Nhưng mà anh tắt cái này đi. Anh sẽ thấy cái chữ đó, traction control off. Anh thấy không? Anh có thể anh tắt cái này đi rồi anh ráng, tại nó ngừng cái xe nó không cho mình đi đâu hết trơn. Anh ráng anh bẻ tay lái tí, bẻ qua bẻ lại để mà ráng ra khỏi chỗ, nhưng mà nguy hiểm lắm nha. Thì nó recommend là mình phải bỏ vô cái dây cáp rồi mình chạy những cái đó. Vâng. Thì anh có thể anh tắt cái system off. Ừ. Nhưng mà anh chạy vừa được rồi là anh phải bấm cái system back on liền. Tại cái đó nó giữ cho mình, nó đo cho mình chạy hơi lạng là thắng, nó bơm cho mình. Vâng. Thì chỉ có một cách là anh xài là lên tuyết. Vâng. Nhưng mà không phải là tuyết nữa, lên đá, lên ice, đá trơn á. Vâng. Lúc đó mới tắt cái đó ra, bỏ dây cáp vô rồi chạy. Vâng. Chứ không để cái kia mình chạy được. Ừ, hay quá. Rồi. Xe này ở đây anh có chỗ đựng đồ tí ha. Vâng. Tất cả những cái đồ như mình muốn. Ừ. Vâng. Chìa khóa của anh trong này nha. Vâng. Okay. Có chìa khóa phụ cũng đã. Chìa khóa. Vâng. Cái này người ta bị ăn cắp hoài rồi, anh cho mình cái extra cuốn sách ở trong này. Cái bảng số đằng trước, phía trước anh cần cái khuôn này mới gắn được. Anh đừng có gắn. Vâng. Anh đem vô chỗ service á, người ta sẽ gắn cho mình. Service của Lexus này. Dạ. Vâng. Người ta sẽ gắn cho mình free lúc mà mình được cái bảng số. Còn ở đây tụi em làm cũng được. Vâng. Nhưng mà thường thường người ta bên bển người ta làm lẹ lắm. Chuyên nghiệp. Vâng. Đã, gắn vô cho mình đi liền. Vâng. Nhớ 5.000 mai anh đem vô. Vâng. 10.000 mai anh đem vô. Vâng. Lo cho mình. Vâng. Sau đó anh cần cái gì anh gọi. Vâng. Có gì là sáng mai, ngày mai mình tới. Dạ. Mình gửi cái check cho nó đủ tiền. À. Anh cho em ráng cho em mà buổi sáng cái chừng 10 giờ nó không có bận. Không, thì chiều khoảng 3 giờ được không? Dạ, nhưng mà anh gọi trước. Rồi gọi trước. Tại em make sure là cái người đó không có bận rồi anh đưa cho. Rồi, rồi. Có gì đặc biệt. Rồi, ok. Rồi. Cảm ơn chị nha. Rồi, thank you đâu go. Dạ. Rồi, bye go. Dạ. Nhưng mà trước ngồi chị. Ngồi sau công tôi hả? Anh ta lấy bây giờ cái chìa khóa thứ hai rồi đó, anh ta lấy chìa khóa ra anh mới khóa cửa được nha. Vâng. Chúng tôi cái bịch chìa khóa này không cho mình khóa cửa. À. Khóa nằm trong xe nó không cho mình khóa. À. Rồi. À, thank you anh.